Một số bạn hay hỏi Nam rằng là em muốn kinh doanh, em muốn thành công và làm thế nào để có thể thành công nhanh được, anh có thể chia sẻ giúp em được không? Rất là nhiều các bạn đang làm trong kinh doanh rồi, các bạn muốn đi làm giảng viên, muốn làm nhà đào tạo và cũng nói với Nam rằng là mình cũng muốn thành công trong nghề đào tạo này, thì bạn có cái kinh nghiệm gì không để chia sẻ với mình giúp mình thành công nhanh trong ngành? Rồi chào bạn, tôi là Nguyễn Xuân Nam, chuyên gia marketing spa hàng đầu Việt Nam đây. Thì chia sẻ với mọi người rằng là chúng ta cứ để ý là cách đây trên VTV ấy, cách đây một vài ngày thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có một cái hội nghị và ở trong đó thì ông ấy có chia sẻ một cái câu, đó là gì? Tầm nhìn của Việt Nam vào 25 năm nữa, tức là vào năm 2045, thì Việt Nam sẽ có nhiều doanh nghiệp giống như là những cái doanh nghiệp tỷ đô ấy, như là Facebook, Google, Alibaba ấy, rồi là Amazon ấy, giống như là của nước ngoài như vậy. Thế đấy, Thủ tướng nói một câu là tầm nhìn là 25 năm nữa Việt Nam phải đạt được cái điều này. Các bạn tưởng tượng cái điều gì ở đây rất xa. Các bạn tưởng tượng cái bài học gì ở đây không? Một, đó là người quản lý đất nước của mình vẽ ra cho chúng ta, xác định cho chúng ta một cái hướng đi, một cái tầm nhìn rất là dài. Muốn thành công nó phải cả một cái quá trình để chuẩn bị. Cái số 2 nữa, đó là mình phải gọi là trong cái mục tiêu đó thì Thủ tướng có nói rất là nhiều đằng sau nữa là các bộ ban ngành là phải thúc đẩy, phải liên tục, phải hỗ trợ doanh nghiệp để đạt được cái điều đó. Cái này thì với chúng ta những người làm kinh doanh, với chúng ta những người khởi nghiệp thì chúng ta học được cái điều gì? Số 1 đó là muốn thành công ấy, thì chúng ta cần phải có được cái sự chuẩn bị. Nói cái từ thành công nhanh thì đôi khi là đối với những người mà họ đã có nhiều kinh nghiệm rồi, đối với những người mà đã trải nghiệm rất là nhiều rồi, có thể thất bại hoặc một vài thành công nhỏ thì ok, có khả năng để làm nhanh hơn được ở thời gian tới. Chứ còn với những người mà rất mới và hoàn toàn mới và chưa bao giờ kinh doanh thì chúng ta cần phải là xây dựng kiến thức ở trong bên trong của mình. Cái số 2 là xây dựng cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm ở bên trong của mình thì khả năng cao mới thành công được. Phần lớn mọi người thì thích là làm giàu nhanh này, kiếm tiền nhanh này, để nhanh được hoành tráng hay được nhanh, có ô tô đẹp, có nhà đẹp, rồi là rất là nhiều thứ. Và mọi người quên mất đi cái việc được rằng là mình phải chuẩn bị nó như thế nào để đạt được những cái thành quả đó. Chúng ta cứ bị chạy theo cái bên ngoài, theo cái ánh hào quang của những cái thứ vật chất này, mặc dù nó rất là đẹp, đúng không? Rất là nhiều người mong muốn, nhưng mà mình phải biết được rằng là mình đã có nguồn lực gì để mình đạt được cái điều đó. Phần lớn thì chúng ta hay làm kinh doanh và chúng ta biết được một con số thống kê nó rất là quen thuộc, chúng ta có thể nghe được rất nhiều rồi. Đó là gì? 100 doanh nghiệp mà được tạo ra ngày hôm nay thì sau 5 năm tới chỉ còn 5 doanh nghiệp sống sót mà thôi. Hay như ngày hôm nay mình vừa đọc thông tin ấy, trong một cái nhóm kinh doanh, nhóm kín, đó là cái doanh nghiệp sở hữu cái ứng dụng WeFit. Chúng ta biết được cái ứng dụng WeFit là một ứng dụng nó rất là nổi tiếng về kết nối, đúng không ạ, các những cái người mà tập thể dục thể thao đến với các phòng tập, các spa và các thứ. Và nó cũng rất là rầm rộ cách đây khoảng 2-3 năm khi mà nó huy động được số vốn rất là lớn để phát triển. Đến ngày hôm nay thì mình đọc được là tất cả những hoạt động của công ty mẹ, kể cả WeFit là một sản phẩm ở trong đó, đều đã dừng hoạt động tất cả rồi. Thế chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là hình như WeFit không biết sống được 5 năm hay chưa, nhưng mà đến cuối cùng thì cũng phải dừng lại rồi. Mà mặc dù là họ là những người mà làm việc rất bài bản, rất chuyên nghiệp, mà họ còn phải đóng cửa. Thế thì những cái người mới, rồi là những người ít kinh nghiệm, những người ít kiến thức, làm sao mà chúng ta có thể chống được ở trong cái thời điểm cạnh tranh như thế này? Đấy, cho nên rằng là mình muốn thành công thì mình phải học tập và nghe theo cái sự khuyến khích của nhà nước các bạn. Đó là gì? Tầm nhìn 25 năm nữa thì đạt được cái điều gì, đúng không ạ? Còn đối với chúng ta ấy, thì nhanh hơn đi. Chúng ta nhanh hơn thì đất nước của chúng ta nhanh phát triển hơn. Đó là gì? Mình chỉ cần đặt tầm nhìn khoảng tầm 3 năm, 5 năm mà thôi. Hay như bản thân Nam mỗi khi phỏng vấn một nhân sự mới, Nam thường hỏi là mục tiêu 3 năm tới của em là gì? Đấy, xác định 3 năm thôi các bạn. Và khi đó chúng ta xác định được 3 năm tới là em sẽ có thu nhập là 50 triệu một tháng, em sẽ có thu nhập là 100 triệu một tháng. Và khi mà người ta nói được rằng à, mục tiêu của họ là như vậy, thì Nam mới bắt đầu là xác định cho họ được cái con đường đi. Bạn phải học cái này, bạn phải làm cái này. Thì khi đó, đúng không ạ, sau 3 năm không biết có đạt được hay không, nhưng ít nhất là họ đã có kinh nghiệm trong đầu,
họ có kiến thức, họ có trải nghiệm và khả năng để đạt được mục tiêu đó. Có thể là 4 năm, có thể là 5 năm vẫn được. Ví dụ như quá trình của mình, cuối 2014 đầu 2015, mình xác định luôn rằng là sau này phải thành công này, sau này phải giàu có này. Và mình xác định là 2017 mình phải đạt được 1 triệu đô la đầu tiên trong công việc kinh doanh. Và 2017 mình đâu có đạt được đâu. Nhưng mà đến 2017 thì mình đạt được điều gì? Đó là mình học rất nhiều này, các thầy khác nhau này, mình làm rất nhiều những công việc kinh doanh khác nhau này, có thành công, có thất bại, chưa đạt được 1 triệu đô la. Nhưng cái sự phát triển trong con người của mình nó đã rất lớn rồi. 2014 mình chẳng có quen một ai trong kinh doanh cả, không có một mối quan hệ, không một người bạn nào trong kinh doanh. Nhưng mà đến 2017 là mình có rất nhiều rồi. Và khi đó mình cũng trở thành một người gọi là marketing cho spa hàng đầu ở Việt Nam ở thời điểm 2017. Đó. Và các bạn cứ tưởng tượng được rằng là đến bây giờ 2020 rồi thì cái số tài sản của mình hay là tiền bạc của mình nó đã đạt được các bạn. Thì chia sẻ ở đây là gì? Có thể mục tiêu mình đặt ra 3 năm không đạt được, nhưng mà 5 năm, đúng không ạ? 6 năm, thậm chí là 10 năm cũng không sao cả. Bây giờ chúng ta vẫn còn trẻ mà, kể cả các bạn là 20 tuổi thì 10 năm sau mới có 30 thôi. Bây giờ mình 30 thì 10 năm sau mới có 40 thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể học tập thật nhiều, làm thật nhiều, hành động thật nhiều. Đừng có sợ hãi, đừng có nhưng mà, đừng có lỡ mà các thứ, tức là đấy là mình đang sợ hãi để mình không có làm thì rất nguy hiểm. Đừng chờ đợi mà hãy làm ngay các bạn nha. Học sau đó thì làm. Rất 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 nhiều người muốn thành công nhanh, nhưng khi mà họ hỏi làm tham khảo ý kiến kinh nghiệm của mình thì bảo là anh cũng học rồi, anh cũng đọc rất nhiều sách rồi, nhưng mà anh sợ là thất bại, nhưng mà thế nọ thế chai. Thì cái câu nói mà nhưng mà, thì khi mà chúng ta đã nói nhưng thì chúng ta sẽ không bao giờ dám làm. Bởi vì là làm thôi không bao giờ đủ, phải làm mạnh mẽ, làm tập trung thì chúng ta mới có kết quả được. Các bạn hãy nhớ điều này nhé. Hãy xác định cho mình là một cái tầm nhìn thật dài là 3 năm này, 5 năm này. Và để 3 năm, 5 năm tới mình đạt được kết quả thì việc của mình là phải đầu tư thời gian học tập. Mình đi học thật nhiều những chương trình đào tạo, mình học thật nhiều thầy khác nhau, mình đọc thật nhiều sách và mình học từ những trải nghiệm bản thân của mình. Tức là mình phải lao động, mình phải làm, phải làm, phải làm, phải làm thật nhiều. Các bạn nhé, mình có thể học từ những người thầy, mình phải trả phí. Và mình không có tiền để mình trả phí thì mình xin vào những công ty để làm việc, đúng không ạ? Rồi là mình có thể là đi theo một người nào đó xin làm không lương cho người ta. Ví dụ như là gần đây thì Lam bắt đầu Lam nhận đào tạo nhân sự không lương và đào tạo không thu phí để giúp các bạn ấy về kỹ năng marketing, bán hàng. Lộ trình từ 6 tháng cho tới 1 năm là các bạn sau khi ra nghề là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được cái mức thu nhập trung bình nhé, hàng tháng đều có thể đạt được từ 15 cho đến khoảng 30 triệu. Thì mình đã triển khai cái việc đó, đào tạo đó. Và đến bây giờ thì cũng đã nhận được một số bạn thôi. Thì đấy các bạn, đấy là cái cách để chúng ta có thể học tập được. Có tiền thì đi học, sau đó là tự khởi nghiệp. Còn không có thì mình cứ tham gia vào một doanh nghiệp nào đó, rồi đi theo học những cái người mà người ta làm kinh doanh ấy. Có lương cũng được mà không có lương cũng không quan trọng. Cái quan trọng đó là mình phải học được ở trong đó. Rồi, đây là cách để giúp chúng ta có thể là thành công được nhanh hơn so với bình thường các bạn nha. Rồi, nếu bạn thấy video này hay thì có thể là bấm vào đăng ký kênh, cũng như là bấm vào chuông thông báo, comment là hay và chia sẻ video này dành cho bạn bè của mình. Hãy nhớ là Nam còn rất là nhiều những cái video, những cái bài học để chia sẻ giúp bạn khởi nghiệp, giúp bạn kinh doanh thành công các bạn nhé. Rồi hãy bấm vào video tiếp theo và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở video tiếp theo để giúp cho công việc kinh doanh của bạn trở nên tốt hơn. Rồi, hẹn gặp ở video tiếp theo.